Chào mừng các em đến với trang nơi giải hay com Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em văn bản đừng gây tổn thương. Văn bản nằm trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 10 tập 2 bộ sách Cánh Diều. Chúng ta cùng bắt đầu bài học ngay thôi nhé. Trước khi đi vào phần đọc hiểu văn bản, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần một nhỏ trước khi đọc. Ở phần này, các em hãy đọc trước văn bản đừng gây tổn thương. Tìm hiểu thêm về tác giả, tác phẩm, lựa chọn những thông tin liên quan để giúp em hiểu thêm về văn bản nghị luận này. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần hai nhỏ trong khi đọc. Ở phần này chúng ta có câu hỏi số 1 trong 101 như sau. Chú ý cách nêu vấn đề của tác giả. Để trả lời câu hỏi này các em hãy đọc lại phần bản. Chú ý vào phần 1. Chú ý vào cách nêu vấn đề của tác giả. Tác giả đã nêu vấn đề bằng cách đặt câu hỏi. Đừng bao giờ khiến người khác tổn thương ư. Câu hỏi số 2. Các câu hỏi mở đầu phần 2 hướng vào vấn đề gì? Để trả lời câu hỏi này, các em hãy đọc kỹ phần 2, chú ý các câu hỏi mở đầu. Ngay mở đầu phần 2, tác giả đã đặt ra hàng loạt câu hỏi như Trong lúc bạn phát ngôn và cả ngày sau đó, bạn có ý thức được lời phê bình của mình đã gây ảnh hưởng đến người khác như thế nào hay không? Bạn có nhanh chóng đáp trả bằng một nhận xét đầy ác ý sau khi bị người khác chỉ trích không? Các câu hỏi mở đầu phần 2 hướng vào vấn đề không nên gây tổn thương cho người khác bằng lời nói. Câu hỏi số 3, chú ý cách nhận ra việc mình đã làm tổn thương người khác. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy đọc lại phần 2, đánh dấu vào cách nhận ra việc mình đã làm tổn thương người khác. Cách nhận ra việc mình đã làm tổn thương người khác. Cặp mắt đừng trừng, ánh nhìn lơ đi, cái nhích mép hay đôi môi trế xuống, bộc lộ cảm xúc thật. Câu hỏi số 4, nhận biết các lý lẽ và dẫn chứng của người viết. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy đọc lại phần 2, đánh dấu vào các lý lẽ và dẫn chứng của người viết. Trong bài này, tác giả đã đưa ra các lý lẽ như Phương pháp giải quyết vấn đề này là tập trung trí óc. Bạn cần trần luyện và đừng nói với người khác điều mà bạn không muốn nghe. Tác giả đã đưa ra các dẫn chứng. Câu chuyện của người phóng viên đã chọn cách cư xử tử tế với kẻ bàn báo vô văn hóa, chứ không chọn cách ăn miếng trả miếng. Câu hỏi số 5. Theo tác giả, thế nào là thổ lỗ? Để trả lời câu hỏi này, các em hãy đọc lại phần 2. Chú ý cách tác giả giải thích từ thổ lỗ. Theo tác giả, bất cứ điều gì không thể hiện sự chú tâm của chúng ta đều đồng nghĩa với thô lỗ. Thô lỗ gây tổn hại tinh thần cho những người liên quan trong mối tương tác. Câu hỏi số 6, chú ý cách lý giải tại sao chúng ta cư xử thô lỗ. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy tập lại phần 2, chú ý cách lý giải tại sao chúng ta lại cư xử thô lỗ. Cách lý giải tại sao chúng ta cư xử thô lỗ vì chúng ta bị sao nhãng, đầu óc ta đang mải mơ màng những việc khác. Nhưng sự thô lỗ thường là dấu hiệu của cảm giác bất an. Câu hỏi số 7. Nội dung cam kết ở phần này là gì? Để trả lời câu hỏi này, các em hãy đọc lại phần 3. Chú ý vào nội dung cam kết được thể hiện trong văn bản. Nội dung cam kết ở phần này bao gồm Mỗi ngày chúng ta phải sống sao cho xứng đáng. Mỗi ngày đừng gây tổn thương cho ai là một phương pháp thực hiện nguyên tắc quan trọng trên. Câu hỏi số 8. Không làm tổn thương người khác mang lại hiệu quả gì? Để trả lời câu hỏi này, các em hãy đọc loại đoạn văn cuối phần 3. Đánh dấu những hiệu quả của việc không làm tổn thương người khác. Những hiệu quả của việc không làm tổn thương người khác. Chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhóm và thành thản về cả thể chất lẫn tinh thần chúng ta sẽ không phải đoán giả, đoán non liệu hành động của mình gây ra tác động hay hậu quả như thế nào đối với người khác. Mỗi ngày có một dòng chảy mới hứa hẹn đem đến hạnh phúc và bình yên cho chúng ta. Bây giờ, chúng ta sẽ sang phần bàn nhỏ sau khi đọc. Ở phần này chúng ta có câu hỏi số 1 trong 104 như sau. Em hiểu nhàn đề, đừng gây tổn thương như thế nào. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy đọc lại văn bản, chú ý vào nhàn đề và dựa vào kiến thức của bản thân để giải thích về nhàn đề. Nhàn đề đừng gây tổn thương, bàn luận về các vấn đề giúp chúng ta đừng nên gây tổn thương cho người khác. Câu hỏi số 2, chỉ ra mối quan hệ giữa phần mở đầu và hai phần sau trong văn bản. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy đọc kỹ phần mở đầu và hai phần sau của văn bản, sau đó đưa ra mối liên hệ giữa hai phần này. Mối quan hệ giữa phần mở đầu và hai phần sau của văn bản. Phần mở đầu dẫn ra vấn đề rằng chúng ta khó thể biết được mình đã gây tổn thương cho người khác chưa. Các phần sau hướng dẫn ta cách nhận ra việc mình đã làm tổn thương người khác và nêu hiệu quả của việc không làm tổn thương người khác. Câu hỏi số 3. Dựa vào văn bản, hãy làm sáng tỏ ý kiến của tác giả nêu ở phần đầu văn bản sự tổn thương ẩn nấp dưới nhiều dáng vẻ khác nhau. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy đọc kỹ phần bản, chú ý những chi tiết làm sáng tỏ luận điểm. Sự tổn thương ẩn nấp dưới nhiều dáng vẻ khác nhau. Sự tổn thương ẩn nấp dưới nhiều dáng vẻ khác nhau. Trong lúc bạn phát ngôn, bạn không chắc đã ý thức được lời phê bình của mình ảnh hưởng đến người khác, bạn có thể đáp trả lại lời chỉ trích của người khác bằng nhận xét đầy ác ý, gây tổn thương cho người khác bằng lời nói cặp mắt trừng trừng, ánh nhìn lơ đi, cái nhích mép, đôi môi trầy xuống, gây tổn thương cho người khác bằng cử chỉ, hành động, thái độ. Câu hỏi số 4, phân tích tác hại của việc làm tổn thương người khác và những hệ quả tích cực từ lời cam kết không làm tổn thương người khác. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy đọc kỹ văn bản đánh dấu vào những tác hại của việc làm tổn thương người khác và những hệ quả tích cực từ lời cam kết không làm tổn thương người khác tác hại của việc làm tổn thương người khác không chỉ người khác bị chúng ta đối xử tệ mà bản thân chúng ta cũng bị ảnh hưởng về mặt trí tuệ, cảm xúc, thể chất và tinh thần. cả người gây ra tổn thương và người bị tổn thương đều không cảm thấy hạnh phúc. nạn nhân có thể thấy mình bị xúc phạm trong buổi gặp gỡ mà không hiểu lý do, cảm giác tổn thương vẫn tồn tại mãi. những hệ quả tích cực từ lời cam kết không làm tổn thương người khác, chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và thành thản về cả thể chất lẫn tinh thần không phải đoán giả đoán non liệu những hành động của mình sẽ gây ra tác động hay hậu quả như thế nào đối với người khác. Mỗi ngày, đem đến một dòng chảy mới, đem lại cảm giác hạnh phúc, bình yên cho chúng ta. Câu hỏi số 5 Theo em, vấn đề đặt ra trong văn bản có ý nghĩa gì với cuộc sống ngày nay? Để trả lời câu hỏi này, các em hãy đọc lại văn bản, tìm những câu văn, đoạn văn như những lời khuyên hoặc câu danh ngôn về lối sống xuất hiện trong văn bản từng gây tổn thương nêu lên quan điểm của bản thân về vấn đề đặt ra trong văn bản với cuộc sống ngày nay. Cầu văn toàn văn như những lời khuyên hoặc cầu dành ngôn về lối sống xuất hiện trong văn bản, đừng gây tổn thương, đừng nói với người khác những điều mà bạn không muốn nghe. Nói đơn giản hơn là bạn chẳng được lợi gì khi đối xử với người khác không tử tế, chọn cách đối xử cùng với yêu thương không quá khó so với chọn cách đáp trả toàn nhẫn. Chúng ta chỉ được giao phó một nhiệm vụ duy nhất, đó là yêu thương lẫn nhau. Nếu không thể làm được như vậy thì ít nhất hãy cố gắng kiểm chế cảm xúc, không xúc phạm lẫn nhau. Vấn đề đặt ra trong văn bản có ý nghĩa to lớn đối với cuộc sống ngày nay. Đây chính là thông điệp mà mọi người cần chú ý. Đừng bao giờ gây tổn thương cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng ta hãy sống yêu thương lẫn nhau vì con người đã quá mệt mỏi trong cuồng quay công việc buộn bề của xã hội hiện tại rồi. Như vậy là cô và các em đã tìm hiểu xong văn bản đừng gây tổn thương trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 10 tập 2 bộ sách cánh diều. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem tiếp các bài dạy tiếp theo. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em.